Gắn xong hoàn chỉnh bộ rulo vào cụm đầu á, thì chúng ta cấp hơi vào để kiểm tra. Trong trường hợp này á, thì mình đang bấm vào nút lùi rulo ở trên màn hình, thì rulo đang quay ngược nha. Đây là máy này có hai motor, rulo trên và rulo dưới đều là hai motor điều khiển độc lập. Thì rulo dưới sẽ có một motor điều khiển riêng biệt, còn cụm rulo trên này á, thì nó gồm có ba, một rulo lớn và ba rulo nhỏ, thì điều khiển đồng tốc với rulo, ba rulo nhỏ sẽ điều khiển đồng tốc với rulo này. Hiện tại là các rulo đang quay ngược chiều do mình đang bấm vào nút lùi rulo. Khi hoạt động thì nó sẽ quay ngược lại nha. Khi hoạt động thì nó sẽ quay chiều ngược lại. Thì đây là rulo kẹp keo. Rulo kẹp keo đó sẽ chuyển động nhờ rulo trên này. Nếu mà dùng lệnh nhả kẹp keo ra thì rulo này sẽ không ép vào đây được. Và như vậy thì sim sẽ không tuôn xuống được nha. Các bạn lưu ý vấn đề cái cơ chế hoạt động của các rulo này.